Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự chiều trên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Thủ tướng Chính phủ chủ trì lễ đón Thủ tướng Pháp. Độc đáo vườn chim miền Tây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, cùng các văn kiện liên quan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Tờ trình đã chỉ ra những đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP và các văn kiện liên quan đến Việt Nam. Đặc biệt, việc tham gia CPTPP với tư cách là một trong những thành viên đầu tiên sẽ thể hiện mạnh mẽ chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á-Thái Bình Dương, thực sự nâng cao vị thế của nước ta trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Tờ trình cũng chỉ ra các mặt thuận lợi và cơ hội về kinh tế. Hiệp định CPTPP có thể giúp GDP và xuất khẩu của Việt Nam tăng tương ứng là 1,32% và 4,04% đến năm 2035. Tổng kim ngạch nhập khẩu cũng có thể tăng thêm 3,8%, thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩu nên tác động tổng thể đến cán cân thương mại là thuận lợi. Ngoài ra, việc có quan hệ FTA với các nước CPTPP sẽ giúp nước ta có cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn, từ đó giúp ta nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế. Các cam kết trong CPTPP về dịch vụ và đầu tư dự kiến sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, tham gia CPTPP là cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật kinh tế, trong đó có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, đồng thời giúp Việt Nam có thêm cơ hội hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, tiềm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, từ đó thúc đẩy cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, trong tờ trình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ ra những thách thức khi Việt Nam tham gia CPTPP như về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư. Một số ngành như dịch vụ quảng cáo, dịch vụ logistics có thể đối mặt với thách thức về cạnh tranh. Thách thức về hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế sẽ phải điều chỉnh sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, hải quan, sở hữu trí tuệ. Thách thức về xã hội, thách thức về thu ngân sách, việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết sẽ làm giảm thu ngân sách. Thách thức trong lĩnh vực lao động, thách thức trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin. Điều này đặt ra yêu cầu cho chính phủ trong việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp để nắm vững các cam kết, yêu cầu cụ thể của từng hiệp định, từ đó có chiến lược tiếp cận các thị trường này một cách hiệu quả nhất. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch được xây dựng với mục tiêu nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của luật quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan, đảm bảo các quy định về quy hoạch có hiệu lực thi hành cùng với luật quy hoạch từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Dự thảo luật chính Quốc hội xem xét thông qua gồm 32 điều, nội dung chủ yếu như sửa đổi tên các quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với danh mục quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại phụ lục 1 và danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại phụ lục 2 của luật quy hoạch. Bãi bỏ các quy hoạch về phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ. Các quy hoạch này đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Sửa đổi các quy định về quy hoạch ngành quốc gia. Sửa đổi quy định về các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tại phụ lục 2 của luật quy hoạch. Việc sửa đổi, bổ sung các luật cần thực hiện theo nguyên tắc lấy luật quy hoạch làm gốc, các luật khác có liên quan phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với luật quy hoạch. Các luật khác không quy định lại, quy định trái nội dung đã được quy định tại luật quy hoạch. Bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể,
ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ. Bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch, không quy định cùng một cấp có hai quy hoạch với nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Không xem xét bổ sung các quy hoạch chưa được liệt kê tại phụ lục 1 hay cụ thể hóa danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định tại khoản 4, điều 59 và điểm 39 phụ lục 2 của luật quy hoạch. Theo dự kiến, đây là dự án luật duy nhất của kỳ họp thứ 6 được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Đón Thủ tướng Edouard Philippe tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Pháp bước lên bục danh dự. Tiếp đó, quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Pháp duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Edouard Philippe dẫn đầu đoàn cấp cao chính phủ hai nước tiến hành hội đàm. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh quan hệ song phương đã và đang có nhiều bước phát triển tích cực và hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là dịp hai nước đang kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Pháp là chuyến thăm cấp cao thứ hai giữa hai nước trong năm 2018, tiếp nối chuyến thăm Pháp thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 năm nay. Hiện nay, Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước hưởng ODA của Pháp tại châu Á với tổng số vốn cam kết lên đến 18,4 tỷ đô la Mỹ tính từ năm 1993. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh An Giang. Trò chuyện với 48 đại biểu là người có công, đại diện gia đình chính sách tiêu biểu thương bệnh binh, Phó Chủ tịch nước đánh giá, thời gian qua An Giang đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Đến nay hầu hết người có công ở tỉnh An Giang có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục huy động toàn xã hội, đóng góp nhiều nguồn lực hơn về tài chính, tham gia hỗ trợ người có công nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt trong những lĩnh vực như xây dựng, sửa chữa nhà ở, phối hợp cùng các ngành tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp các chiến trường. Tỉnh cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cho người có công, thường xuyên rà soát các hồ sơ thương binh liệt sĩ, hạn chế tình trạng trục lợi chính sách. Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tham gia tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cũng trong sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Trung Bồn, giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Trung Bồn lịch sử 31 tháng 10 năm 1968, 31 tháng 10 năm 2018. Phát biểu tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo nhằm góp phần tiếp tục khẳng định, làm rõ hơn và bổ sung thêm những tư liệu mới về giá trị lịch sử, những dấu ấn mang ý nghĩa, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các lực lượng và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của những thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317. Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An tại Trung Bồn huyền thoại. Trung Bồn vẫn còn nóng hổi những bài học, những giá trị lịch sử to lớn, đòi hỏi các nhà khoa học phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, trở thành những chất liệu quý báu cho việc hoạch định và thực thi những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, cũng như cho cả chặng đường phía trước. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức liên hoan văn nghệ với chủ đề Đảng bộ khối các cơ quan trung ương 70 năm xây dựng và phát triển. Tham dự liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, có hơn 20 tiết mục được lựa chọn từ các đảng bộ trong khối với các chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước do hàng trăm diễn viên không chuyên thể hiện. Các tiết mục đã đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chương trình liên hoan văn nghệ với chủ đề Đảng bộ khối các cơ quan trung ương 70 năm xây dựng và phát triển là một hoạt động ý nghĩa, đem lại không khí sôi nổi, phấn khởi cho phong trào thi đua của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Đây cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên ôn lại truyền thống mà toàn bộ Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những gì đạt được. Đồng thời, phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo.
Trong phần tiếp theo của chương trình, Việt Nam có thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Độc đáo vườn chim miền Tây. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt 25. Theo đó, 8 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này gồm có 1. Nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng, xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 2. Nghề làm bánh phồng Sơn Đốc, xã Hưng Nhượng, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 3. Hò Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Lễ hội cầu ngư ở Quảng Bình, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 5. Lễ bỏ mả của người Rackline, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 6. Lễ cấp sắc của người Sán Dìu, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 7. Pả dung của người Giao, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 8. Sọng cô của người Sán Dìu, huyện Lập Thạch, huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, thành phố này đã đón hơn 6,8 triệu lượt du khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái và sắp cán đích 7,47 triệu lượt khách theo kế hoạch cả năm đã đề ra. Đáng chú ý, trong 6,8 triệu lượt khách đến Đà Nẵng 10 tháng qua, thì lượng khách quốc tế là hơn 2,5 triệu lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng tháng 10, dù là tháng thấp điểm, nhưng tổng lượng khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng cũng đạt trên 600.000 lượt, với hơn 250.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 30%. Tính từ đầu năm, ngành công nghiệp không khói mang lại doanh thu trên 23.600 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ngành du lịch Đà Nẵng đã đạt doanh thu vượt mức 22.500 tỷ đồng mà kế hoạch năm nay thành phố đặt ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức tọa đàm du lịch Hội An hội nhập và phát triển bền vững. Hơn 120 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh cùng đối tác du lịch Hội An tham dự. Tại buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, các đối tác du lịch đã nêu lên nhiều khó khăn trong hoạt động du lịch, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch Hội An một cách bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Khâu yếu nhất của du lịch tỉnh Quảng Nam nói chung và của Hội An nói riêng là chưa có sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành để tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn. Các tệ nạn xấu trong du lịch vẫn chưa được khắc phục triệt để. Để phát triển du lịch, Hội An cần có nhiều sản phẩm du lịch mới có hàm lượng văn hóa cao, cần đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Hội An chuyên nghiệp hơn, sâu rộng hơn. Trong tháng 10 năm 2018, đã có trên 4,5 triệu lượt khách đến với Hội An, tăng gần 77% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 3,4 triệu lượt, khách nội địa trên 1,15 triệu lượt. Tuy nhiên, du lịch Hội An đang đối mặt với nhiều thách thức mới như quá trình đô thị hóa và hội nhập, dân số tăng nhanh, dẫn đến nguy cơ quá tải trên nhiều lĩnh vực, nhất là giao thông, hạ tầng, ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố. Thị trường khách truyền thống sụt giảm mạnh, đồng thời việc thiếu những sản phẩm du lịch mới, thiếu nhân lực trong lĩnh vực du lịch, vấn đề vệ sinh môi trường cũng đang làm ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch của Hội An. Nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ gần 10 km, cách chợ nổi Cái Răng hơn 3 km, khu du lịch sinh thái Vườn Chim Miền Tây thuộc phường Thương Thạnh, quận Cái Răng được xem là vườn chim tư nhân lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Nếu ở những vườn chim tự nhiên khác trong vùng, du khách chỉ ngắm được các loài chim vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối khi chúng tìm về tổ, thì với Vườn Chim Miền Tây, bất cứ thời gian nào đến đây, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng những sắc màu đẹp mắt từ nhiều loài chim khác nhau và lắng nghe được những âm thanh lúc líu lo khi rộn ràng lúc du dương thánh thót. Vườn chim rộng khoảng 1,5 hectare này quy tụ hơn 150 loài chim quý của Việt Nam và một số loài chim quý ở các nước khác. Để có được một khu vườn xanh mát, phong phú, đa dạng các loài chim như thế này, chủ nhân của vườn chim đã mất rất nhiều chi phí, thời gian, công sức từ việc bỏ công sưu tầm loài chim quý cho đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng chim. Đồng thời, nghiên cứu tìm tòi từng loại cây để trồng trong khu vườn nhằm tạo một môi trường sống cho chim và tạo bóng mát. Xuất phát từ cái gia đình thì cũng rất là yêu quý các cái loài chim. Và chính từ cái đam mê thì gia đình mới là chúng tôi mới là
xây dựng lên một cái khu để là tập hợp các cái loài chim của Cần Thơ cũng như là loài chim của miền Tây, và cũng có sưu tầm một số loài chim ở các vùng miền và cũng một số và một số loài là của nước ngoài. Và với cái mong muốn của gia đình đó là làm cái khu để bảo tồn. Dạo trên những con đường râm mát bóng cây trong vườn chim miền Tây, du khách sẽ thích thú khi bắt gặp những loài chim thân quen một thời gắn liền với ký ức tuổi thơ trên cánh đồng quê như cò chim sâu, dòng dọc, chìa vôi, gõ kiến, chích cồ, le le. Sẽ bàng hoàng ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng những loài chim với bộ lông khoe những sắc màu sặc sỡ mà bấy lâu nay chỉ được nhìn thấy qua sách báo, phim ảnh như chim vàng Anh, các loại vẹt, gà lôi, chim công, vịt trời. Và nghe lòng lâng lâng, dâng đầy cảm xúc với muôn vàn tiếng hót của các loài chim tràn ngập khu vườn. Những loài chim đây thì rất là phong phú và đa dạng. Có những loài mà em cũng đi tham quan nhiều nơi rồi, nhưng mà thật sự là em thấy đập vào mắt mình rất là lạ. Về cái chủng loại ở đây thì rất là đa dạng. Độc đáo là ở đây là cảm giác là chuyên về chim luôn. Có nghĩa là những cái điểm khác thì tôi thấy là chỉ có một vài thôi. Một vài đi một chút xíu người ta sẽ hướng đến một cái loài động vật khác. Hoặc là người ta nói chung là không có chuyên như bên đây. Bên đây thì tôi thấy là đi dài dài hầu như là có rất là nhiều loài. Nếu mà thật sự là có điều kiện á, ví dụ như các em nhỏ đi hoặc là một cái đoàn mà dạng như mà đi mà để học hỏi những cái thuộc dạng mà muốn nghiên cứu thêm về những cái loài này nè, thì người ta đi người ta sẽ thấy được thực tế luôn, thay vì chỉ thấy trên sách báo này kia thôi. Hiện tại, chủ nhân vườn chim miền Tây đang xây dựng thêm các khu ăn uống ẩm thực cạnh dòng sông ở cuối vườn chim. Sau thời gian tham quan vườn chim, du khách có thể đến đây nghỉ chân, thưởng thức những món ăn đặc sản nổi tiếng của vùng sông Rạch miệt vườn Nam Bộ. Cái hướng tới nữa là chúng tôi cũng khai thác thêm là để khi mà đi tham quan thì sau đó là có một cái khu để là ẩm thực, để cho du khách có thể nghỉ chân rồi ăn uống tự phục vụ, làm sao để cho mà một cái khi đến với vườn chim miền Tây chúng tôi thì rất là thoải mái sau những ngày mệt nhọc. Và tới đây thì cũng mong muốn là sẽ sưu tầm nhiều hơn và nhân đàn các cái loài chim ở đây để làm sao một cái khu thật sự là sung túc. Đến với Cần Thơ, trên hành trình tham quan Thiền viện Trúc Lâm, chợ nổi Cái Răng, du khách hãy dành thời gian đến với vườn chim miền Tây. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành, đậm chất miệt vườn Nam Bộ khi thong thả dạo chơi bên dưới những rặng bần, sa kê, tre, xanh mướt, chiêm ngưỡng các sắc màu và lắng nghe các loài chim ca hát rộn rã khắp khu vườn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website truyền hình vov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.